cơm chưa? Anh đang có mặt ở tòa nhà Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân. Ở đây thì đang diễn ra một sự kiện rất là thích, và anh nghĩ rằng là không chỉ có một mình Thanh mà chắc chắn là tất cả chị em phụ nữ cũng sẽ rất là thích. Đó chính là khám phá kho kim cương viên lớn nhất Việt Nam. Có rất nhiều khán giả đang chào chị và đang theo dõi livestream của chị. Và chị có thể cho biết được sự kiện diễn ra ở đâu không chị? Sự kiện này thì đang được diễn ra tại tầng 3 tòa nhà Ruby Plaza ở 44 Lê Ngọc Hân. Ở đây thì hiện tại có rất là đông khách ở bên trong, nhưng mà Thanh đang đứng ở ngoài để chờ mọi người tham quan hết đi, và mình sẽ đi vào. Ở trong này thì có rất là nhiều kim cương. Ôi, nhiều người, rất nhiều bạn đang hỏi chị là chị đang đi đâu thế? Chị đang đi tham dự một sự kiện của Doji, chương trình khám phá kho kim cương viên lớn nhất Việt Nam được tổ chức ở tầng 3 tòa nhà Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân. Nếu như mọi người đang rảnh thì có thể qua đây gặp tôi. Ôi xinh quá. Rất nhiều người đang bảo khen chị hôm nay mặc bộ đồ rất là xinh. Thật sự đi tập. Và không biết là cái sự kiện này có gì thu hút và chị có thể giới thiệu cho mọi người không ạ? Ở đây thì ngày hôm nay Doji sẽ trưng bày và giới thiệu rất là nhiều sản phẩm về kim cương. Có rất là nhiều mẫu mã này, rồi là kích thước. Nói về kim cương thì thực sự mình cũng rất là thích. Và ở trên người Thanh đây thì đang đeo một bộ trang sức. Mình rất là thích cái kiểu dáng như thế này, nhưng mà ở bên trong kia thì nó còn có nhiều hơn cơ. Lát nữa chờ mọi người tham quan chút xong rồi Thanh sẽ đưa cả nhà vào. Rất nhiều người đang hỏi là anh Vũ đâu đây. anh Vũ đang không còn ở đây nữa rồi. Ngày hôm nay thì mà mình cũng không phải là Thư, mình là Thanh. Bây giờ thì ở trong kia chắc là xong rồi, Thanh sẽ đưa mọi người vào trong này để xem là không gian bên trong là như thế nào nhé. Ở đây chính là khu trưng bày kim cương viên. Mọi người có thể em lia máy vào đây để mọi người nhìn. Chị giới thiệu qua cho em về kim cương này đi. Đây là những viên kiểm định CIA, kiểm định của Mỹ. Đây có rất nhiều viên có đầy đủ chất lượng. Viên giọt nước. Không phải là cái kim cương tròn. Như thế này chỉ có thể chọn được một cái nhẫn. Sau đó mình sẽ chọn viên. Đấy. Nói chung là Thanh thấy là có rất là nhiều lựa chọn. Nếu như mà thật ra thì khi mà Thanh chia sẻ ở đây thì chắc là mọi người cũng chỉ tham khảo được chút thôi. Nếu như mà mọi người đang rảnh thì chúng ta có thể ghé ngay tòa nhà Ruby Plaza ở 44 Lê Ngọc Hân để cùng Thanh chiêm ngưỡng và chọn cho mình một viên trăng. Ở đây hình như còn đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng gì đấy, đúng không chị? Đúng rồi, có chương trình bốc thăm trúng thưởng một viên kim cương. Bốc thăm trúng thưởng một viên kim cương. Thì có lẽ quà tặng một khách hàng là được may mắn trúng thưởng ạ. Yeah, viên đấy trị giá bao nhiêu ạ? 25 triệu chị ạ. 25 triệu cả nhà ạ. Đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng một viên kim cương trị giá 25 triệu. Hấp dẫn mà. Quà tặng rất là hấp dẫn. Thể lệ như nào ạ? Chương trình này kéo dài lâu không chị? Chương trình này diễn ra từ đến 12 giờ là kết thúc. Chương trình bốc thăm trúng thưởng. Còn chương trình khuyến mại sẽ diễn ra là từ 16 tháng 5 cho đến ngày 6 chị. Là đến tháng 6, nói chung là chắc là còn rất là lâu. Mọi người phải nhanh chân lên mới được.
Chị Thanh ơi, chị có thể là dẫn mọi người đến các cái quầy khác để mọi người chiêm ngưỡng được không gian không? Đây. Chung là phụ nữ mà đi vào những cái nơi như này thì bình thường bị ngáo ngơ. Anh Thắng lúc đấy thì cũng có hỏi là em thích bộ nào nhất, thì mình bảo là bộ nào em cũng thích. Ở đây thì Thanh thấy là mấy cái mẫu này cũng rất là xinh. Đây là tông vàng hồng nhỉ chị nhỉ? Đây cũng là một cái sự lựa chọn mà Thanh nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn trẻ thích, bởi vì mình đang rất là thích cái này. Em đeo thử cái này được không ạ? Chị muốn đeo thử cái này. Nhân viên chăm sóc nhiệt tình và nhẹ nhàng luôn. Hơi rộng nhỉ so với tay em. Đẹp nhỉ. Đi vào trong này tiếp nhé. Ở đây thì nói chung là Thanh thấy có rất là đông khách và hầu hết là toàn là các chị em phụ nữ. Cứ bị kiểu như choáng ngợp xong lang thang ở trong này, đi mãi không biết là mình nên lựa chọn bộ nào, vì bộ nào cũng rất là đẹp. Anh sẽ đưa mọi người vào bên trong tiếp để mọi người xem tiếp những cái mẫu ở bên trong kia, còn nhiều mẫu đẹp lắm luôn ý. Đây thì Thanh thấy là có dây đeo cổ rất là xinh. Cái dây nó mảnh ấy, nhưng mà cái mặt nó rất là có điểm nhấn. Chắc là mình sẽ thử đeo một cái đi, xem là nó lên cổ thì nó sẽ như thế nào nhé. Rất nhiều bạn đang bảo là nhóm nhánh và đẹp quá chị ơi. Chị có thể cảm nhận một chút về cái sản phẩm của Doji không ạ? Đấy, như lúc nãy Thanh vừa chia sẻ thì nếu mà đã lạc vào đây rồi thì rất là khó ra. Bởi vì là nhìn cái nào cũng đẹp, ngẩn ngơ ngắm nghía suốt từ đến giờ. Bước gì mình có đủ tiền để có thể mua hết chỗ này. Em ơi, cho chị thử một cái. Bây giờ thì đang đeo vàng trắng rồi, nhưng mình sẽ thử cái vàng hồng nhá. Thì em chọn đi đeo thử giọt nước không ạ? Giọt nước cái mắt này. Bên này ạ. Vuông nhỏ đây ạ. Em mình đeo dây mảnh. Ôi đẹp quá em ơi. Từ từ đã, đấy cái cạnh như kìa, cái cạnh đó, cạnh cánh mà em vừa rồi đấy. Hồi hộp quá. Kim cương thương hiệu nào mà đẹp quá chị ơi? Đây, em ơi em lia máy lên cho mọi người nhìn. Doji cả nhà nhé. Cái mặt này cũng rất là xinh. Cái này là dây liền mặt. Dây liền với mặt luôn. Nhưng ví dụ mà bây giờ chị muốn thay một viên khác vào thì có thể. Cái bước được
những bạn nào mà kiểu thích một cái sợi mà nó nhẹ nhàng tinh tế, có một điểm nhấn là một cái viên ở đây như thế này, anh cũng thích đeo những cái này, mà đặc biệt là ví dụ bạn nào mà có xương quai xanh nó rõ đeo cái này rất là đẹp. Đây là khuyên. Dạ vâng ạ, đây là khuyên ạ, bên này là nhẫn. Có nhiều bạn đang hỏi là bao nhiêu tiền dây đó vậy bạn? Bao nhiêu tiền dây này á? Giá chưa giảm. Còn được giảm giá nữa hả em? Vâng. Ôi, được giảm giá mọi người ạ. Đến nhanh. 15%. Ồ, 15%. Dạ vâng. 20 triệu. Giảm 15%. Là có bao nhiêu? 17 triệu ạ? Giảm khoảng 1 triệu 7. Giảm 1 triệu 7. Ở đây ấy, Thanh thấy là nhân viên mình rất là thích cái phong cách làm việc của mọi người, bởi vì mình cũng đã đi mua sắm nhiều rồi, nhưng mà nhân viên thì họ không hề là kiểu đi theo hay là cứ đại ý là cái tâm lý mua hàng ấy, và kiểu ai cứ đi theo mình nhiều quá xong mình nói mình cũng không thích. Các bạn ấy rất là nhẹ nhàng, mình muốn biết về cái gì mình hỏi các bạn ấy sẽ tư vấn rất là kỹ luôn. Và đương nhiên là với những người mà không biết gì về kim cương thì chỉ cần đi vào đây thôi, các bạn ấy sẽ tư vấn cho biết. Anh thấy rất là thích. Mọi người cũng thấy đấy, mặc dù là đông nhưng mà không khí không hề kiểu bị ồn ào. Nhưng mà Thanh thấy vào đây cảm giác rất là thoải mái. Ở trong kia thì cũng còn rất là nhiều mẫu nữa. Mọi người có muốn Thanh đưa vào không? Các bạn ý hỏi chị là không biết là tất cả các sản phẩm này đều có chương trình giảm giá hay thế nào hả chị? Chị có thể hỏi một bạn nhân viên để cho các bạn để biết. Tất cả đều là được giảm giá hết hả em? Sản phẩm đây hôm nay đều cho ngày hôm nay thôi hả em? Cho đến ngày 2 tháng 6. Giảm giá tất cả đến mùng 2 tháng 6. Đúng không? Ừ. Nhưng mà tất cả đều giảm 15% hay là tùy? Tất cả các sản phẩm như hàng fashion, hàng ý, hàng fashion và hàng sẵn thì được giảm 15%. Dây hàng premium thì sẽ được giảm 15%. Còn kim cương viên thì mình sẽ được giảm theo giá theo nít ạ. À, lúc nãy Thanh có nghe được mọi người nói có một cái câu slogan là gì? Hãy mua kim cương với giá của bạn là như nào, đúng không? Phải câu đấy không? Mua kim cương với giá với giá của bạn, tức là như nào hả chị? Với mức giá nào mà chị đưa ra thì có thể là đáp ứng chị. Sướng không? Với mức giá nào khách hàng đưa ra thì Doji cũng đáp ứng, mua theo giá của khách hàng. Chị ơi, địa chỉ ở đâu vậy chị? 44 Lê Ngọc Hân mọi người ạ, tòa nhà Ruby Plaza ở trên tầng 3. Thì cái chương trình này không biết là diễn ra ở các cái điểm nào, thì các bạn đang hỏi là ở trên toàn hệ thống hay là chỉ riêng 44 Lê Ngọc Hân thôi? Chương trình khuyến mại thì sẽ diễn ra trên toàn hệ thống. Trên toàn hệ thống, tức là ở chi nhánh nào? Chi nhánh nào của Doji cũng có áp dụng. Vâng. Đấy, toàn hệ thống mọi người ạ. Nhanh lên, đi quất viên kim cương. Anh thấm đang suy nghĩ để tặng mình một viên kim cương. Hình như ở đây có cả hàng nam nữa hay sao anh chị ạ? Ừ đúng rồi. Đây. Cái nhẫn lúc nãy mà anh Thắng thử không? Có cả hàng nam. Ôi cái ổ này đẹp quá này. Nhờ. Trời ơi đẹp quá. Đưa mọi người vào ngăn trong nhé. Ngăn trong thì có vẻ như là private hơn. Ở trong này thì bày rất là nhiều mẫu đẹp. Đi, đi thôi. Ở trong này rất là đông. Đông lắm. Ở
đây xem một tí nhá. Chị giới thiệu các quan cho em về cái gian này thì quan nhập từ Úc như vậy là cả và 18k. Chị có thể nào thử một cái nhẫn không? Cũng giảm giá luôn à? Sản phẩm này thì giảm bao nhiêu em? Đẹp nhỉ? Mình đeo một bộ thì mình sẽ mặc một cái bộ váy nào đó mà nó đơn giản nhất để nó có thể tôn lên được. Chị sẽ cô đang ở đâu đấy cô gái? Ai đấy? Ai đấy ạ? Em đang ở 44 Lê Ngọc Hân, Ruby Plaza. Xinh không ạ? Em thích cái này quá. Em đã thấy xinh rồi. Ở ngoài kia bắt đầu diễn ra chương trình bốc thăm rồi. Chương trình tham quan của chúng ta tới đây là gần kết thúc, và chạy qua ra xem là bốc thăm trúng thưởng viên kim cương trị giá 25 triệu, 26 triệu như thế nào nhé. Đi em. Đẹp quá chị ơi. Bắt quả tang bà Đan Lê đang đứng ở đây chọn kim cương, người đàn bà quyền lực số. Chị chọn được ổn nó chưa? Có bạn đang hỏi chị Đan Lê đang chọn món đồ gì thế? Của viên kim cương có kích thước đẹp nhất ngày hôm nay chuẩn bị được bắt đầu. Bởi vậy nên xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị ạ, chúng ta nhanh chóng tiến ra phía bên ngoài sảnh để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ chọn được mấy viên rồi mà à, đây chị, nguyên cành nguyên set mà em đeo từ đây đến giờ đấy. Nghe này xinh đúng không? Ở ngoài kia thì đang chuẩn bị diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng viên kim cương trị giá 26 triệu. Chị em mình cũng đi ra đi nhờ, biết đâu. Nếu như mọi người quan tâm về chương trình này thì mọi người có thể truy cập vào đường link ở dưới comment nhé. Còn bây giờ thì Thanh và chị Lê phải đi ra bốc thăm trúng thưởng đây, biết đâu lại trúng viên kim cương thì sao.